Rạng sáng ngày 4 tháng 4, Ronaldo đã khiến cả thế giới ngã mũ thán phục với siêu phẩm vô lưới Juventus. Chứng kiến bàn thắng này, nhiều người đã không giấu được cảm xúc. Và ngay cả người được có biệt danh là Ronaldo Việt Nam cũng trầm trồ thán phục. Xem như đó là tuyệt phẩm của một cái trận đấu lớn mà Ronaldo đã làm cho tất cả giống như cổ động viên của Juventus cũng đứng dậy để ăn mừng bàn thắng của Ronaldo. Thì để mà mình lại nhìn lại video thì thấy đúng là những bước chạy của Ronaldo hoặc là những bước ấy rất là thông minh, gần như là bóng toàn điểm chắn của Ronaldo. Cũng có lần đón điểm bóng, đón điểm rơi rất tốt. Thì đó là cái điểm mạnh của Ronaldo. Xuân Nhi đó là một cầu thủ gọi là đẳng cấp. Dù là độ tuổi của Ronaldo không được sung mãn nhưng mà những cái điểm nóng hay là những cân những bàn thắng quan trọng gần như là Ronaldo giải quyết được cho Real.